Xin kính chào quý bà con. Thì hôm nay Linh sẽ chia sẻ đến quý bà con những cái mặt hàng, những cái dòng sản phẩm mà hiện nay tại cửa hàng Linh đang phân phối lại ha. Đó, thì ở đây Linh phân phối đa dạng các dòng sản phẩm từ cây lúa nè, cây rau màu nè, cây ăn trái, đặc biệt nhất là cái cây sầu riêng ha. Đó, đa dạng sản phẩm từ thuốc dưỡng, thuốc bệnh, đó, làm bông, làm trái cũng như là sâu rầy ha. Thì trước mắt quý bà con đây là những cái dạng dinh dưỡng lỏng đó con. Đó, những cái dạng dinh dưỡng chuyên nuôi cây, phục hồi cây sau thu hoạch cũng như là nuôi trái ha. Thì ở đây cũng rất là đa dạng các dòng sản phẩm từ những cái dạng sản phẩm trong nước cũng như là những cái dạng sản phẩm được nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện các con. Đó, từ 20 lít, 10 lít đến 5 lít ha. Thì tùy theo vườn của các con ít hay nhiều để chúng ta sẽ lựa chọn để chúng ta sử dụng phù hợp ha. Thì ở đây Linh sẽ nói cái dòng ghép tay mạnh ha. Đó, thì đây là một cái dòng dinh dưỡng lỏng nạp nguyên đai nguyên kiện từ Australia ha. Đó, giá tại cửa hàng là 4,2 triệu ha. Thì với ghép đai mành, đây là một cái dạng dinh dưỡng có chứa là hữu cơ nè, amino acid, đó, các chất trung vi lượng cũng như là những cái chất điều hòa sinh trưởng, chuyên nuôi trái, thúc trái lớn nhanh con, nó năng hồng, năng hồng con, đó, vô cơm nhanh. Thì đối với ghép đai mành được nhập khẩu từ Australia, giá tại cửa hàng là 4,2 triệu. Khi quý bà con mua một canh thì ở đây Linh sẽ có chương trình là tặng cho quý bà con một chai Aminoron ở 1 lít ha, giá trị là 285.000. Nếu quý bà con nhận một đơn hàng 10 thùng thì ở đây Linh sẽ tặng cho quý bà con một thùng ha. Đó, đối với đơn hàng 10 thùng ha. Cái sản phẩm thứ hai là cái dòng Black Diamond. Đó, thì ở đây cũng là cái dạng kim cương đen đó. Thì đối với Black Diamond, đây là một cái canh chiên nuôi trái, chuyên nuôi cây con, nó chuyên nuôi cây phục hồi cây sau thu hoạch ha. Thì đối với cái đai mành chứa hàm lượng hữu cơ nè, đặc biệt có humic acid và fulvic acid đó, thì hai cái dòng này chuyên kích thích cái bộ rễ phát triển mạnh ha con, nó phục hồi cái bộ rễ suy yếu đó, phát triển bộ rễ ha. Với bò lách đai mành là giá là 3,2 triệu một canh đó. Thì quý bà con mua một canh này thì Linh cũng sẽ có chương trình cho quý bà con là tặng quý bà con một cái chai Aminoron luôn ha, giá 285.000. và quý bà con mua 10 thùng thì ở đây Linh sẽ chiết khấu lại cho quý bà con một thùng ha. Đó, đối với một cái đơn hàng mua một lần 10 thùng ha, đây là 3,2 triệu. Còn cái dòng Vinuren, đó, Vinuren đây là một cái dòng dinh dưỡng được nhập khẩu từ Tây Ban Nha đó. Thì giá tại cửa hàng là 1,9 triệu đó, đối với canh 20 lít ha. Còn đối với Alpha Nông thì ở đây là Overgreen đó, dòng Overgreen 2,7 triệu đó. Cao cấp hơn là cái dòng Overgreen Gold, đây Overgreen Gold đó, Overgreen Gold hàm lượng hữu cơ đạt tới 50%, theo con hàm lượng hữu cơ đạt tới 50%, thế hệ thứ hai con, được nhập khẩu từ Tây Ban Nha đó, được phân phối bởi công ty An Phát Nông. Thì Overgreen Gold là giá 3,3 triệu đó. Thì quý bà con mua một thùng đó thì ở đây Linh cũng sẽ tặng cho quý bà con một cái chai Amino Gold ha, đó, giá 3,3 triệu ha. Linh đa dạng cái dòng sản phẩm luôn, rất là nhiều ha con, đây đó, từ 20 lít, 10 lít đến 5 lít đó. Đó, thì có một cái dòng là Foodmatch 10 cũng của công ty An Phát Nam phân phối đó, được nhập khẩu từ Australia luôn ha. Foodmatch 10 đó, thì cái canh này chuyên nuôi trái đó, thúc trái lưng nhanh đó, đây thúc trái lưng nhanh cao tròn đều, lên màu trái, bóng trái, tăng hương vị trái, sữa trái, tẩy da lưu, lên cơm năng hồng đó. Thì một canh này là 4,2 triệu đó, sử dụng tầm khoảng 15 đến 20 ngàn lít nước ha. Đó, thì giá là 4,2 triệu. Thì quý bà con mua một canh Foodmatch 10 thì Linh cũng sẽ có chương trình cho quý bà con là tặng cho quý bà con một cái chai Aminoron luôn ha. Còn đây là những cái dạng thuốc gầy con, nó sâu gầy rất là đa dạng cho quý bà con lựa chọn ha. Đó, rất là nhiều dòng ha. Đó, thì ở đây Linh sẽ sơ lược một số dòng cho quý bà con ha. Thì cái dòng thứ nhất là cái dòng vua gầy xanh, đây vua gầy xanh gồm hai công thức là Catap 75% và Imidamilit là 10% ha, giá là 85.000 một gói, sử dụng cho 200 lít nước heo con. Cái sản phẩm thứ hai là cái dòng gầy Nhật, nó gầy Nhật thì cũng hai hoạt chất là Buprofezim là 250g trên ký, Imidamilit là 500g trên ký heo con. Thì đối với cái gói gầy Nhật này đó thì vừa quản lý gà xanh nè, đó gẹp sáp và đồng thời có gốc Buprofezim, thì gốc này có ung trứng hay không, chống lột xác ung trứng, cắt lứa gậy ha. Thì một gói là 70.000, quý bà con sử dụng cho 200 lít nước ha.
Tiếp theo là cũng là một cái gốc ca táp, là cái gốc lê đăng. Đây lê đăng đó, gốc ca táp 95% đó, quản lý sâu đục thân, dày dày xanh hiểu không đó, giá là 60.000 một gói đó, một gói sử dụng 200 lít nước ha. Còn một cái gốc cao hơn nữa của Imidamirid là xếp tóc thấy không, nó xếp tóc Imidamirid trên 70g 700g trên ký đó, 70% nha. Đặc biệt đây là dạng cớm đó con, quý bà con phun tất cả giai đoạn đều được hết nát hay không đó, 70.000 một gói sử dụng cho 200 lít nước ha. Đó, rất là đa dạng cái dòng sản phẩm đó con. Và đặc biệt có thêm một cái gói giày mới đó, ba bộ trắng luôn đây đó, Imidamirid 150g, Dinoteforam 100g và Thiamidoxam 250g đó, một gói giày đó, hàm lượng 500g trên luôn các con, hàm lượng khá là cao đó, ba gốc ba bọc chắc quản lý gầy thấy không đó, gầy đẹp sáp. Thì đối với một gói sạch gầy nhanh 65.000 thì quý con sử dụng cho Linh là 200 lít nước ha. Đó, cái gói tiếp theo là cái gói Oxin đó, Oxinit của công ty An Phấn Nông, gồm cái gốc là Dinotoforam là 50g trên ký, bút rò vệ sinh 200g trên ký ha, thì một gói là 50.000 đó, quản lý gầy nè, ung trứng nè, việc gầy nè, việc côn trùng kết thúc đó, 50.000 cho 200 lít nước ha. Đó, ra dạng nhiều cái dòng sản phẩm thấy không đó, một cái dòng vừa sâu vừa gầy là cái dòng quỷ dược sâu gầy chứa ba hoạt chất ha. Đây Rofinofos, Thiamidoxam và hàng Cibet Marine đó, vừa sâu vừa gầy qua. Đặc biệt đây là dạng sữa, dạng EW đó, dạng EW thì dạng sữa thì quý bà con phun rất là mát cho cây, phun tất cả các giai đoạn của cây trồng đều được hết, từ giai đoạn trái non đó, giai đoạn bông, giai đoạn cây nhỏ đều được hết ha, rất là mát. Ba hoạt chất vừa sâu vừa gầy rất là mạnh ha. Thì một cây quỷ dược sâu gầy là 140.000, quý bà con sử dụng cho Linh là 400 lít nước ha. Đối với sâu đục thân đó, sâu đục thân thì bên sâu đục thân đục trái thì bên công ty An Phấn Nông có cái dòng thành công dạng sữa sạch sâu mắc cây đó. Thì thành công cũng chứa ba hoạt chất hiểu không, đây ba hoạt chất, đây lambda thiorin rồi phenophos và phosim đó. Và đặc biệt đây cũng là dạng sữa các con đó, phun rất là mát cho cây, giai đoạn bông giai đoạn trái non đều được hết ha. Thì một chai thành công là 150.000 đó, sử dụng cho 400 lít nước ha. Ở đây Linh rất là đa dạng cái dòng sản phẩm ha, đây đó, đây là sâu gầy không ha. Còn đối với công ty An Phát Nông thì Linh có phân phối đầy đủ những cái dòng sản phẩm luôn ha. Đó, thì sơ lược một số cho quý con ha. Nano kẽm nè, đó kẽm 700, thì nano kẽm là 140.000 ha. Đó, super cát, đây super cát có hai loại, một loại là 10g, một loại là 50g ha. Thì super cát gói nhỏ 10g 15.000 một gói ha, sử dụng cho bình máy. Gói lớn 50g đó, gói lớn 50g đó, sử dụng cho 200 lít nước ha. Đây Maybe 247 đó, chống rụng trái, chống rụng trái non ha, làm bông làm trái ha. Đây nano can cộng lên cơm đó, nano can cộng chặn đọt lên cơm hết con. Thì một nano can cộng là 140.000 một chai ha. Win 10 này đó, Win 10, Win 10% đó, chặn đọt quản lý bệnh. Thì chai Win 10 là 170.000 một chai hết con. Đây đa dạng các dòng sản phẩm của An Phát Nông đều đủ hết luôn hết con. Đối với An Phát Nông Linh đang phân phối đủ hết các mặt hàng ha. Đó những cái dòng thuốc bệnh nè, phun chai đậu ôm đó, tấp lút là 310.000, sử dụng cho 400 đến 500 lít nước. Happy Gold đó, 295.000 một chai ha. Đây là tất cả các dòng thuốc đó. Thì quý bà con nào có nhu cầu tư vấn về sản phẩm cũng như là tư vấn kỹ thuật của cây trồng thì quý bà con có thể liên hệ đến Linh qua số điện thoại là 0975 7 5 6 4 6 3 thì Linh sẽ tư vấn cụ thể cho quý bà con ha.